Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế đã đưa ra thông tin chính thức về việc nhiều người lo ngại do ăn một số trái cây khiến hơi thở có nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt. Năm 2020, Quảng Ninh sẽ khai thác trên 40,5 triệu tấn than. Mô hình khởi nghiệp bằng ứng dụng gọi xe tiện chuyến, Cà Bách. Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên xử phạt hơn 200 triệu đồng đối với các trường hợp xe quá khổ quá tải. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước việc nhiều người lo ngại do ăn một số trái cây khiến hơi thở có nồng độ cồn khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt, Bộ Y tế đã đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này. Theo bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, đại diện cơ quan soạn thảo luật phòng chống tác hại rượu bia cho biết, việc sử dụng một số loại trái cây cũng dẫn tới kết quả có nồng độ cồn trong hơi thở. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho việc xử phạt người tham gia giao thông. Trong các sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có đường như nho, sầu riêng, chuối, dễ để lại nồng độ cồn trong cơ thể, nhưng rất nhỏ, không đáng kể. Trong quá trình thông tin, giáo dục, tuyên truyền thực hiện luật, Bộ Y tế sẽ phổ biến những vấn đề về mặt khoa học để lực lượng chức năng nắm được với những trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở rất nhỏ, gần như không đáng kể thì đó không phải là đối tượng để xử phạt. Năm 2019 được đánh giá là một năm đột phá của ngành than khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra và cao nhất trong những năm gần đây. Để đạt được kết quả này, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã điều hành hợp lý giữa sản xuất và kinh doanh, qua đó kịp thời đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ. Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tăng cường quản trị chi phí thông qua việc tái cơ cấu lực lượng lao động, quản lý tốt vật tư thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, đầu tư cơ giới hóa nhằm tăng năng suất, triển khai việc liên thông sản xuất giữa các đơn vị khai thác than nhằm phát huy năng lực thiết bị hiện có của các đơn vị và hạ giá thành sản phẩm. Kết thúc năm, tập đoàn đã khai thác được trên 40,2 triệu tấn than, tăng 200.000 tấn so với kế hoạch đầu năm. Than tiêu thụ đạt 44 triệu tấn. Năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đặt mục tiêu khai thác trên 40,5 triệu tấn than, than tiêu thụ trên 49 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than tiếp tục tăng cao. Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng mỏ sạch, an toàn, hiện đại, ít người, năng suất cao, nâng cao thu nhập của người lao động, đặc biệt là thợ lò. Với phương châm đi tắt đón đầu, trong những năm qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các đơn vị kinh doanh hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương thực hiện có hiệu quả xúc tiến thu hút đầu tư với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Qua đó, đã góp phần nâng cao hình ảnh và sức hấp dẫn của các khu công nghiệp tỉnh trong con mắt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ đó đưa Hà Nam tiếp tục là điểm đến lý tưởng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện nay Hà Nam có 6 khu cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, đó là khu công nghiệp Đồng Văn 1, 2, 3 và 4, khu công nghiệp Hòa Mạc, khu công nghiệp Châu Sơn và cụm công nghiệp Tây Nam, thành phố Phủ Lý. Đặc biệt với tiềm năng thế mạnh cùng với cơ chế chính sách linh hoạt, môi trường đầu tư thông thoáng, nhiều ưu đãi tiếp tục tạo được những ấn tượng đối với các nhà đầu tư. Chỉ tính riêng trong năm 2019, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được hơn 70 dự án, trong đó có gần 60 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là gần 800 triệu đô la Mỹ và 3.700 tỷ đồng. Qua đó đưa Hà Nam tiếp tục nằm trong top 10 tỉnh thành phố trong thu hút FDI cao nhất cả nước. Tuy nhiên, để sớm đạt và vượt mức thu hút 100 dự án đầu tư FDI đến từ Nhật Bản với tổng số vốn đăng ký gần 1 tỷ đô la Mỹ, theo nghị quyết 04 của tỉnh ủy Hà Nam, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tích cực chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp tốt với các sở ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trọng tâm là đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm hoàn thành đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, đa dạng hóa các loại hình cho thuê đất, tăng cường cải cách hành chính, giải quyết nhanh gọn các thủ tục để đón đầu dòng vốn đầu tư. Việt Nam là một đất nước đang phát triển với nền kinh tế tập trung tại các thành phố lớn mà ngành giao thông vận tải hành khách vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là vấn đề di chuyển đường dài. Với một niềm tin mãnh liệt, một ngày nào đó có thể thay đổi thói quen đi lại của người dân, góp phần tối ưu ngành giao thông vận tải nước nhà, xóa bỏ những cuốc xe trống vốn đang lãng phí cho ngành giao thông vận tải hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Một start-up đã ra đời với nền tảng công nghệ gọi xe tiện ích.
Ứng dụng gọi xe tiện chuyến Carback là sản phẩm của một nhóm người trẻ tuổi đam mê công nghệ, ra mắt được gần 3 tháng, khi thực tế thị trường đã có những ông lớn cung cấp giải pháp gọi xe trực tuyến với bề dày công nghệ cũng như tiềm lực tài chính. Carback khác với các ứng dụng gọi xe thông thường khi tận dụng những cuốc xe trống của tài xế đang trông chờ khách và tìm những khách hàng phù hợp có cùng nhu cầu di chuyển trên cung đường đó. Tận dụng sức mạnh của nền tảng công nghệ để thực hiện kết nối giữa khách hàng và tài xế một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Bản chất là chúng tôi là luôn giữ cái tinh thần là khởi nghiệp, startup, cho nên là chúng tôi muốn đi thật nhanh. Kế hoạch trong năm 2020 thì chúng tôi sẽ phát triển là rộng khắp tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Đồng thời, chúng tôi sẽ gia tăng thêm những cái đối tác tài xế để có thể là tiện chuyến nhất cho khách hàng. Kế hoạch trong năm 2020 của chúng tôi sẽ phát triển hơn 10.000 tài xế và 50.000 khách hàng phủ khắp trên toàn quốc. Các bác tài muốn tham gia làm đối tác của Carback phải trải qua hai bước xác minh để nâng cao chất lượng chuyến đi và an toàn cho khách hàng vào mỗi chuyến đi. Chỉ những tài xế được duyệt hồ sơ theo yêu cầu mới được phép tham gia trở thành đối tác tài xế. Tôi đã biết đến Carback cách đây khoảng 2 tháng. Tôi đã tham gia và hợp tác với Carback. Thì từ khi tôi hợp tác với Carback thì tôi cảm thấy rất hài lòng với những cái cuốc xe tôi đi tiện chuyến. Về chống xe thì Carback có thể cho tôi được những người khách cùng đường với cái mức giá hợp lý. Khi tôi bắt đầu hợp tác với Carback thì Carback có thưởng cho tôi 500.000 tiền vào ví tài khoản để nhận các cuốc xe. Và bên cạnh đó thì còn rất là nhiều về phần trăm Carback trừ thì cũng rất là hợp lý. Ứng dụng chia sẻ chuyến đi Carback của nhóm Startup giờ đây đã thực hiện được hơn 5.000 chuyến đi với gần 4.000 tài xế đăng ký tham gia. Chặng đường phía trước đang chờ đợi những người sáng lập Carback giàu lòng nhiệt huyết chắc hẳn còn nhiều chông gai. Nhưng với khoảng trống thị trường vận tải còn rất lớn, cũng như giải pháp hữu ích hướng đến người tiêu dùng, các lái xe mà nền tảng công nghệ này đang hướng đến, câu chuyện phát triển và thành công cũng không có gì là quá xa vời. Tại nhiều địa phương, sau khi thu hoạch xong vụ lúa mùa, các hộ nông dân thường bỏ ruộng không trồng cây vụ đông. Sẵn có nghề trồng hoa lại tiếc đất ruộng, bà con bỏ trống. Anh Đào Văn Quyên ở đội 8 thôn 4 xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã mượn gần 5 hectare ruộng cấy của bà con để đưa giống hoa sơn đỏ Pháp vào trồng. Sau 3 tháng vụ đông thử nghiệm, cánh đồng hoa của anh Quyên đã cho thu lãi gần 2 tỷ đồng và giúp cho hàng trăm hộ dân nơi đây có việc làm thu nhập cao. Hiện gia đình anh Quyên đang tập trung thu hoạch 5 hecta dơn để cung ứng cho các cửa hàng phục vụ Tết. Đây là mô hình trồng hoa dơn nhiều nhất tỉnh. Bà Dương Thị Liễu có 1,2 sào ruộng đã cho anh Quyên mượn để trồng hoa. Trước đây từng hoài nghi về cách làm của anh, nhưng sau khi thấy được hiệu quả thực tế mà anh Quyên đem lại cho bà con địa phương, bà và các hộ nông dân rất phấn khởi. Chúng tôi chỉ có cấy lúa thôi, còn vụ đông thì cho mượn ruộng là để cháu trồng vụ đông này, nếu mà được thì sang năm chúng cháu lại làm. Là nay mai làm xong là bác ấy cày bừa giả. Anh cho biết bản thân đã có 10 năm đến với nghề hoa Đà Lạt, vì thế anh muốn đưa loại cây trồng này về phát triển trên diện rộng tại địa phương. Ưu điểm hoa sơn trồng không quá vất vả, chỉ cần chú ý đến thời gian bón phân, tưới nước, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là bệnh sương mai. Sau 3 tháng trồng hoa cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện với giá bán buôn từ 4.000 đến 5.000 đồng một cành, trung bình mỗi sào hoa, gia đình anh thu khoảng 40 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi khoảng từ 15 đến 20 triệu đồng, cao hơn nhiều so với cây lúa. Trong cái thời gian vụ hết vụ cấy của năm là hai vụ, thì cái thời gian cây vụ đông người ta bỏ lãng phí đất nhiều quá. Cho nên là ở đây là em đưa cái giống cây hoa dơn này về trồng thí điểm, muốn là có phát triển về cái cây trồng tại địa phương mình đây. Mong muốn bà con ở đây cũng ủng hộ vì cái đợt này là cái đợt đầu tiên đưa vào thì bà con cũng còn có những cái sự hoài nghi về cái giống cây trồng của mình. Nhưng mà khi mình đã thử nghiệm đến ngày hôm nay rồi, bà con đã tin tưởng cũng rất là nhiều. Cũng đang có những cái xu hướng là để bà con ủng hộ để phát triển, đưa cái cây hoa sơn về cái đồng đất quê hương Đại Hưng này. Sau khi áp dụng thành công vào đồng đất tại địa phương, anh Quyên có ý tưởng muốn quy tụ các hộ có ruộng mở rộng khoảng 50 hectare để trồng hoa dơn. Anh Quyên sẽ là người hướng dẫn kỹ thuật và giúp bà con tiêu thụ sản phẩm. Có thể thấy mô hình sản xuất hoa dơn của gia đình anh Đào Văn Quyên là rất hiệu quả.
Tuy nhiên, muốn phát triển bền vững thì chính quyền địa phương cần quy hoạch phát triển tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Bên cạnh đó, người dân cần áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, các tiến bộ mới vào sản xuất và nâng cao chất lượng hoa để tăng sức cạnh tranh, từng bước tạo dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó doanh nghiệp là nòng cốt, nông dân là chủ thể và tổ chức sản xuất mang tính bền vững. Đó là định hướng đúng để huyện Tam Xương, tỉnh Vĩnh Phúc phát huy tiềm năng và thế mạnh. Thị trấn Hợp Hòa luôn xác định lấy khoa học công nghệ là điểm tựa chính để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả nông nghiệp trong điều kiện đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Và việc trồng hoa trong nhà kính đang hứa hẹn trở thành một hướng đi mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp địa phương. Với nhiều dự án trong lĩnh vực nông nghiệp đang được địa phương triển khai là minh chứng cụ thể. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ có quyết tâm cao từ cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của người dân, thì việc tiến tới một nền nông nghiệp công nghệ cao của huyện Tam Dương sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng nông thôn mới đã và đang làm thay đổi tư duy của nhiều nông dân. Họ sẵn sàng từ bỏ phương thức sản xuất manh mún, sẵn sàng tích tụ ruộng đất và áp dụng phương thức canh tác hiện đại để nâng cao số lượng cũng như chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Ông Vũ Đình Thành ở thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một nông dân như thế. Năm 2019 là năm thứ 5, ông Vũ Đình Thành, thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, canh tác trên diện tích 5 hectare đất bãi ven sông. Thay cho việc trồng ngô như cách mà bà con trong thôn vẫn làm, thì ông Thành đầu tư vào trồng cây ăn quả. Không chỉ có hướng đi mới, ông Vũ Đình Thành còn có cách làm mới. Mọi cây trồng trong vườn được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Làm theo cách này, tuy có khắt khe ở tất cả các công đoạn sản xuất, song cái được lớn nhất là tạo ra những sản phẩm sạch an toàn. Đây là vấn đề mấu chốt giúp cho việc sản xuất, kinh doanh của gia đình ông Thành thuận lợi hơn. 1-2 tuần tới thì vườn trên cây trên vườn là cũng bán, người ta chưa đánh về ngay nhưng người ta sẽ ra nhận và găm tên tuổi và giá tiền người ta đặt ở đấy. Bán thì cái cây mà 4 năm, cây 3 đến 4 năm mà to nhất mà đẹp thì nó rơi vào khoảng tầm 3 triệu. Còn những cây nhỏ hơn thì 2 triệu, 1 triệu rưỡi, rồi 1 triệu. Để nâng cao giá trị nông sản hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, gia đình ông Thành đã chủ động xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Những chiếc tem cho sản phẩm cũng đã được đầu tư. Một tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp không phải nông dân nào cũng có. Với tư duy mới này, gia đình ông Thành có được thị trường ổn định, giá cả các mặt hàng nông sản lại luôn cao hơn các mặt hàng cùng loại bán ở các chợ truyền thống từ 20 đến 25%. Năm vừa rồi nó đang làm với một cái quy mô lớn nên là phải làm cái giấy này để mà xuất vào các cái siêu thị như là Thái Bình, Nam Định, những cái siêu thị mà họ chuyên nhập những cái loại hoa quả có nguồn gốc và đảm bảo an toàn chất lượng vệ sinh thực phẩm. Mình bán như thế thì sẽ bán được số lượng nhiều và đưa đều cho người ta hàng ngày. Mình sẽ đưa đều cho hàng ngày và cả tháng luôn. Lựa chọn cây trồng và có một hướng đi phù hợp, gia đình ông Vũ Đình Thành có được những trái ngọt. Một mùa xuân no ấm đủ đầy đến sớm với gia đình ông, với những người nông dân mới, những người dám thay đổi tư duy để làm giàu. Từ nhiều năm qua, hồng không hạt đã được tỉnh Bắc Cạn phát triển theo hướng hàng hóa đặc sản của địa phương. Mấy năm gần đây, cây hồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Mỗi hecta hồng trung bình thu được 160 triệu đồng một năm, gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa, ngô. Gia đình ông Đồng Văn Thuần ở thôn Nà Chom, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn trồng cây hồng không hạt từ lâu, nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình. Về sau thấy quả hồng dễ bán, ông dần mở rộng diện tích. Đến nay gia đình ông đã có hơn 400 cây, trong đó 250 cây cho thu hoạch quả. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm ông Thuần thu được từ 3 đến 6 tấn hồng, mang lại thu nhập từ 60 đến hơn 100 triệu đồng. Năm nay thì gấp đôi, 30.000 một cân. Cây hồng này là để xóa đói giảm nghèo cho gia đình, được vươn ra thoát nghèo ấy. Chú cũng được 3 năm liền mà. Hợp tác xã Đồng Lợi được thành lập từ năm 2018 với 8 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản. Trong đó, hợp tác xã chú trọng vào việc trồng, nhân giống, tiêu thụ quả hồng không hạt. Vụ hồng năm 2018, hợp tác xã đã thu mua và tiêu thụ 100 tấn hồng. Năm nay, sản lượng hồng giảm,
nên sản lượng tiêu thụ của hợp tác xã ước đạt khoảng 50 tấn. Với mục tiêu đưa quả hồng Bắc Cạn vào các siêu thị lớn, hợp tác xã đã làm tem, nhãn mác truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm của mình. Trước đây chưa thành lập hợp tác xã thì dân ở đây bán hồng thì thường cho các tiểu thương. Thì từ khi là thành lập hợp tác xã thì tiêu thụ ổn định hơn. Thì năm nay thì quyết định là đầu tư phân bón với lại chăm sóc là đúng theo quy trình của kỹ thuật ở trên huyện, trên tỉnh khuyến nông xuống hướng dẫn ấy, thì làm theo đúng quy trình thì quả chất lượng năm nay là tốt hơn. Cái quy trình sản xuất ấy, trước hết tập trung chỉ đạo tập huấn cho người dân, tổ hợp tác xã thực hiện cái sản xuất theo hướng an toàn và tiến tới là sản xuất hữu cơ. Trong những năm tiếp theo sẽ tính toán hỗ trợ cho nhân dân các khâu từ thu hoạch, bảo quản, chế biến và đóng gói sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Cây hồng ở Bắc Cạn phân bố chủ yếu ở 3 huyện Chợ Đồn, Ba Bể và Ngân Sơn. Riêng huyện Ba Bể hiện có 200 hectare hồng không hạt. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm huyện trồng mới 50 hectare. Phần đầu đến năm 2020 có 500 hectare hồng. Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình 30A, 135 và nông thôn mới để đầu tư cải tạo vườn hồng già cỗi, chú trọng quản lý cây đầu dòng nhằm tạo nguồn giống tốt, cung cấp cho người dân. Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, lĩnh vực du lịch được tỉnh Vĩnh Phúc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong bức tranh kinh tế xã hội. Do vậy, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch Vĩnh Phúc phát triển nhanh và bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 8275-2018 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó đề ra mục tiêu phát triển du lịch Vĩnh Phúc trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, trong đó lấy du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch thể thao làm mũi nhọn, du lịch văn hóa lịch sử làm nền tảng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, nền tảng du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng du lịch chất lượng cao. Nhiều địa danh du lịch của Vĩnh Phúc đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách như Flamingo Đại Lải Resort, FLC Vĩnh Phúc Resort, Sông Hồng Resort, khu danh thắng Tây Thiên, khu du lịch Tam Đảo Đại Lải. Để thúc đẩy du lịch Vĩnh Phúc phát triển trong giai đoạn hội nhập, tỉnh đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch, quan tâm quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật ngành du lịch, phát triển sản phẩm du lịch với việc hình thành các tour du lịch mới. Hiện nay thì tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm đầu tư vấn đề kết nối các khu điểm du lịch là tương đối tốt, đồng bộ. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Sau khi có cái nghị quyết 01, có cái kế hoạch 982 của Ủy ban tỉnh thì ngành cũng đã xây dựng cái đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cái nhu cầu hội nhập quốc tế. Với việc quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trên trong thời gian qua, tỉnh ta phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2020 đón 6,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 500.000 khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 2.600 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2,8 vạn lao động, gần 80% lao động ngành du lịch qua đào tạo. Phấn đấu đến năm 2030, Vĩnh Phúc sẽ trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, đón trên 10 triệu lượt khách du lịch, nâng cao doanh thu từ lĩnh vực du lịch, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước tình trạng nhiều xe quá khổ quá tải chạy trên các tuyến đường ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã quyết liệt vào cuộc, xử phạt hơn 200 triệu đồng các trường hợp vi phạm trong năm 2019. Năm 2019, công an huyện Tiên Lữ đã xử lý 50 trường hợp vi phạm về tải trọng xe với số tiền phạt hơn 200 triệu đồng. Trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hưng Phong bị xử phạt gần 40 triệu đồng. Là địa bàn có hai tuyến quốc lộ và nhiều tuyến tỉnh lộ, có đê sông luộc với nhiều bến bãi chứa vật liệu xây dựng, nên việc quản lý xe quá khổ quá tải gặp nhiều khó khăn. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020, Công an huyện Tiên Lữ mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vận tải, chủ bến bãi vật liệu xây dựng phải ký cam kết không vi phạm về tải trọng xe. Sau hơn 20 ngày giao quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản 7 trường hợp, xử lý hơn 45 triệu đồng. Đối với lực lượng công an Tiên Lữ thì gặp phải những khó khăn, trước hết là cái lực lượng còn mỏng, bản thân các cái trường hợp mà vi phạm thì cũng lợi dụng các cái thời điểm, thời gian nhạy cảm, các cái giờ nghỉ của lực lượng hoặc là ban đêm
để lén lút là thực hiện việc trang cấp các cái phương tiện thì chưa được đồng bộ. Thế và cái hiệu quả sử dụng của một số các cái phương tiện thì chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.